đó là âm ly Technic V7. Thật ra con V7 này nó cũng khá tên tuổi các bác nhá. Tên tuổi từ ngày xưa, bởi vì nếu nói về âm thanh bãi thì hãng Technic ngày xưa thì nhiều người biết đến hơn là Pioneer Sansui. Những sản phẩm của Technic nó xuất hiện nhiều hơn, nhưng mà nổi tiếng thì không bằng Pioneer và Sansui. Và cửa hàng tôi đang có hai mẫu sản phẩm, đó là V7. V7 thì nó khác V7A, là V7 thì nó đánh A cộng B, còn V7A thì lại không có A cộng B. Nhưng nhiều người thì lại nghĩ là V7A nó hơn, bởi vì cứ nhìn thấy nó có thêm một cái đuôi gì thì lại sướng hơn. Cái đấy tôi chia sẻ luôn để các bác có thể biết. Tôi vẫn có cả V7 và V7A và cũng đều bán đồng giá là 4 triệu. Hàng bãi zin đẹp, bảo hành về chất lượng cho các bác. Tại Minh Audio Hà Đông đảm bảo chất lượng cho các bác luôn, và bao các bác test sản phẩm 2 tuần lỗi sản phẩm, tôi sẵn sàng đổi sản phẩm khác và bảo hành cho các bác. Với điều kiện không được cắm nhầm điện, không được mở quá cháy công suất, không được cắm chập dây loa. Đấy là những điều kiện tuyên quyết. Đây là hai con âm ly Technic. Tôi đang test con trên có số series là 284 và con dưới là 238. Các đường vào âm thanh thì rất nhiều, không thể đếm hết. Loa A, loa B, trở kháng từ 4 đến 16. Âm ly sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V, 140W. Cấu tạo nó gồm hai trụ lọc khá to và bốn con sò than bám theo cái tản nhiệt kia. Nguồn ở bên này cũng thuộc dạng hầm hố. Và đặc trưng đây là vỉ mạch của bọn Technic. Hãng Technic thì nó hay làm vỉ mạch màu sẫm, nâu sẫm này nè. Nếu nhìn qua thì tưởng là nó cũ thì không phải, nó màu đặc trưng của nó. Nó là một con âm ly rất vừa tiền, nhưng nó lại có chất âm khỏe, hay chất âm dày dặn và được rất nhiều người mua về để ghép loa Nga. Ngoài việc chơi loa Nhật, loa Mỹ ngon thì còn dùng để ghép loa Nga. Tôi mời các bác nghe to hơn, rõ hơn. Âm ly này tôi đang bán giá 4 triệu. Chất âm khá tròn trịa, bề cao 12, còn bề ngang là 43, 44. Tiếng nó to lắm, tiếng to rõ, trong. Con âm ly này các bác có thể cân được những cái loại loa Nhật to khủng như tôi đang mở đây. Nó đánh ra chất luôn nhá, đánh ra chất luôn các bác ạ. Chất âm của nó thì không hề kém những con âm ly 6-7 triệu của Sansui, vì nó lại có giá rẻ hơn 2-3 triệu luôn. Đã lên rồi bao lớp người đầu mây chân gió không phải nặng cánh sông thỏ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin cháu buồn về trong những... Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác.